Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý bạn. Trong video ngày hôm trước thì mình có làm về một số video về camera Yoshi Wi-Fi không dây giá rẻ. Thì có một số bạn sau khi xem cái video mà mình hướng dẫn các bạn cách lưu thẻ nhớ trên camera và hẹn giờ thiết lập ghi hình ấy, thì các bạn có thắc mắc rằng là ví dụ như trong cái trường hợp mà các bạn có vấn đề gì muốn cắt lại cam thì có cắt được hay không và cắt bằng cách nào, và muốn mình hướng dẫn là xem là cách cụ thể làm như thế nào. Thì mình xin thưa với các bạn rằng đối với cái loại mà lưu cam trên camera Yoshi thì các bạn sẽ không thể cắt trực tiếp được, vì nó không có cái phần hỗ trợ đó mà nó chỉ lưu video lại cho các bạn thôi, giúp cho các bạn xem lại trên điện thoại. Tuy nhiên thì vẫn có một cách mà trên phần mềm nó cho phép chúng ta ghi lại một cách thủ công, đó chính là ghi lại màn hình. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần video mình lưu ngày hôm qua, thì các bạn sẽ kích vào phần trở về. Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì chính là cái thời gian mà mình đã lưu. Ở đây thì nó chỉ khoảng 5:30. Thì mình cài đặt lưu video từ khoảng 12 giờ đêm đến khoảng 5:40 hàng ngày. Thì các bạn thấy thì ví dụ như cam ở đây thì nó đang chạy đây, đúng không ạ? 5:30 phút, 18 giây, 19 giây nó đang chạy, đúng không ạ? Thì có một cách để các bạn, nếu như các bạn nhìn sơ qua về màn hình của nó thì không thấy cái phần cắt hoặc là download video này xuống. Ở bên góc bên tay trái này, đó chính là nút tua. Cái nút ở giữa của hình cái kéo cắt ngang ấy thì nó chính là cái chụp màn hình. Rồi cái chuông phóng to màn hình này. Thì các bạn chỉ có một cách, đó chính là chúng ta ghi lại video. Đó, bắt đầu ghi. Thì nó ghi lại chính cái video mà nó đang phát ở đây. Thì mình sẽ cho nó ghi khoảng 5-6 giây. Đó, các bạn làm tương tự. Và khi đến cái đoạn nào các bạn không muốn cắt nữa thì các bạn kích vào đây để chúng ta tắt máy quay đi. Và trên điện thoại thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào cái truy cập phần My Video. Mình dùng ở trên điện thoại Xiaomi thì nó là My Video. Còn nếu như các bạn sử dụng các loại điện thoại khác hay là Android thì nó sẽ trong phần thư mục các bạn nhé. Thì đây, khi mình vào cái phần video thì có 13 giây mà mình vừa quay ở đây. Thì các bạn, bây giờ mình sẽ kích vào. Thì nó lập tức nó đã quay lại cái màn hình video lúc nãy mình có bấm đấy. Thì trên cái camera Yoshi thì rất tiếc là nó không hỗ trợ chúng ta cái ứng dụng là tải trực tiếp cái video đó về, mà các bạn bắt buộc phải quay lại màn hình qua cái công cụ hỗ trợ của nó. Thì trên đây và ngày hôm nay thì mình đã giải thích cho các bạn và giúp cho các bạn biết rằng là cái camera Yoshi các bạn có thể download trực tiếp cái video mà các bạn ghi hình lại về hay không, mà chúng ta có thể làm cách nào để có thể tải video đó về. Thì cái video của mình chia sẻ các bạn đã hết. Nếu các bạn khi xem còn thắc mắc ở đoạn nào thì hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.